Hôm nay chúng ta sẽ làm một cái chương trình hoàn thiện hơn cả hôm trước nhé. Một cái chương trình là sinh tự động các câu hỏi trắc nghiệm, và lần này là sẽ có những nút là nút A, B, C, D và chúng ta sẽ nháy nút để trả lời. Vậy lần này chúng ta làm chương trình hoàn chỉnh hơn hơn hôm trước, và là hoàn hoàn chỉnh lại cái series những cái dạy các cái chương trình phần mềm này nhé. Thì đầu tiên chúng ta cũng làm như hôm trước, cho các bạn làm cho tôi là cho thầy hình như tôi bấm nhầm, cái này không phải, cái này là cái khác. Đợi, cái này mới đúng nha, bấm nhầm vào kia bản cũ. Chúng ta sẽ thiết lập một danh sách các cái nhân vật 10 con đi, sau chúng ta tạo một cái bảng gồm tên của 10 con nhân vật đó để làm cơ sở dữ liệu để sinh ra câu hỏi trắc nghiệm nhé. Đây, bây giờ chúng ta cùng nhau làm đây. Biết các bạn là con và con mèo này nhé, các bạn đặt tên cái này là con vật đi. Và giống như hôm trước chúng ta vẫn phải làm lại. Chúng ta vào đây và chúng ta sẽ tạo ra là 10 cái con 10 là hơn túy, càng nhiều càng tốt nhé. Vậy là một là con mèo này, chúng ta sẽ bổ sung thêm cho nó đủ các con vật khác nhau nhé. Con thứ hai là con cánh cam này, đó. Con thứ ba là con, chúng ta có thể cho dưới này cho nó sân ra một chút. Con thứ ba là con chó, đúng không? Con thứ tư, các bạn cứ cho thêm vào cho thành là 10 hoặc 12 con gì đó. Con thứ tư là con voi. Con thứ năm là con ong. Con ong. Con thứ sáu. Con thứ sáu. Con cua. Con cua. Con thứ bảy, tối thiểu là 10 nhé, là con cá. Con thứ tám là con ếch. Con thứ chín, con thứ chín là con gì? Con vịt nhé, con vịt. Con thứ 10, con thứ 10 là con gì? Xuống đây, con ngựa nhé. Đấy, tạm thời như vậy nhé. Chúng ta là có 10 con. Cũng trong trước đây chúng ta có 3 nhân vật. Ở chỗ này là phần giáo viên sẽ hiện ra và hỏi. Ví dụ như hỏi là con ngựa ở đâu? Và trên mình sẽ hiện ra là ba con vật, nhưng mà không phải chúng ta nháy một con vật, mà chúng ta nháy một cái nút là A, nút A, nút B, nút C để chúng ta có câu hỏi trắc nghiệm nháy một nút đó nhé. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ trước tiên chúng ta sẽ tạo ra cái tên con vật đã. Chúng ta tạo ra một cái danh sách để chúng ta vào cái chỗ này về, và chúng ta bấm vào nút tạo list và chúng ta nhập, đây là con vật nhé. Chúng tiền kia không sao, chúng tiền bị nhân vật con vật rồi. Bây giờ chúng ta sẽ viết tên con vật, đây con vật đây nhé. Đấy, chúng ta viết tên của nó thật đúng tự này. Chúng ta chỉ viết tên không viết hoa và viết không không có chữ con. Mèo thế này, mèo này, cánh cam này, viết cẩn thận từng tên con vật một. Tiếp theo là chó này, tiếp theo là voi này, tiếp theo là ong này. Ong ở đây này, ong là số nhầm, ong là số 5. Sau đó là cua là 6, 7 là cá. Các bạn tùy ý chọn con vật nào cũng được nhé, thứ tự không quan trọng. Của thầy là ếch. Xong là 8 là vịt. 10 là gì? 10 có thể là con ngựa nhé. Các bạn có thể nhiều hơn. Cái này là càng nhiều càng tốt nhé. Đấy. Nhưng mà sẽ tạo ra một cái danh sách đây. Cái này nó gọi là cái gọi là dữ liệu, cái bộ dữ liệu. Thì bộ dữ liệu cũng có là tên con vật nằm trong cái bảng con vật và cái nhân vật con vật này nữa, hình ảnh đây. Là các hình ảnh các cái trang phục của nhân vật là con vật, được chưa? Và thế đây nó đóng vai trò là cái bộ dữ liệu đầu vào của cái bài toán. Đây là chúng ta tạo ra cái chương trình là gì? Cái chương trình là
tìm hiểu thế giới động vật. Thì bài toán giống mà không giống hôm trước, vẫn là cái câu hỏi là giáo viên hiện ra hỏi là gì, hỏi là cái này hỏi là bây giờ mà trên hình hiện ra là ba con nhé. Ở đây là một, ở đây là hai, ở đây là ba, chúng ta chọn là ba con ở đây đó. Và ở trên này thì hiện ra là ba cái nút, nút A, nút B, nút C ở đây, và giáo viên hỏi là con cua đâu, con cua ở đâu, chúng ta nháy vào nút A, nút B, nút C để trả thầy lời. ơi, sao cái biến list con vật nó là biến chung hay biến riêng thầy? Biến chung hết nhé, chưa bàn gì biến riêng, là biến chung hết, biến chung á, được chưa? Như vậy là bước 1 là chúng ta tạo ra cái bộ dữ liệu gốc là như vậy, gồm có là cái tên, là cái một cái bảng là bảng con vật, là biến chung, là cái biến chung, không là biến riêng của ai cả, và nhập vào đấy đủ 10 con theo đúng cái trang phục của nhân vật này, được chưa? Thấy rồi, đợi em xí thôi. Cứ làm đi, cứ bình tĩnh mà làm nhé. Được chưa? Sau đó thì các bạn sẽ vẽ tiếp cho thầy là ba cái nút lệnh, nút để chúng ta sẽ nháy vào để làm câu hỏi trắc nghiệm, là nút có tên là nút A, nút B, nút C. Chúng ta tạo ba nút đó nhé. Đây thì thầy tìm nút trên thầy sửa, trên máy nó có nút rồi, có nút to to một tí. Đây nút này, này. Nút này nhé, cái nút này nhé, nút này nó to này. Đấy. Một nút này, hai nút này, ba nút ở đây nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Đây, cái nút này là nút lệnh thôi. Bây giờ chúng ta sẽ ở đây, chúng ta sẽ vào đây và chúng ta sẽ vẽ trên này một cái chữ. Đấy, chúng ta vào cái chữ text ở đây này đó, và chúng ta vẽ lên đây cái chữ A. A này chúng ta sẽ để màu cho đẹp, đặt màu đỏ nhé. Đấy, chúng ta làm cho to như thế này. Được chưa? A đó. Và cái A này chúng ta sẽ làm luôn cả ở đây nữa, làm cái có thể làm thì các bạn thôi, làm thực ra là không cần thiết mà thôi, được, cứ để như này cho đây. Được. Tôi làm thử cả chữ A vào đây nữa nhé, chữ A này. Đấy. To ra. Chữ A được chưa? Đấy. Chữ A này này, đấy. Được chưa? Rồi. Thì nút này là nút này, thầy kia của nút này là nút A đấy, gọi cái này là nút A, có chữ A đấy, chúng sẽ tìm nhé. Đấy. Sau đó các bạn sẽ tạo mà ở đây thì ký hiệu cái này là 1 này. Đây là nút 1 này. Thì trang phục 1, thứ trang phục 1 cũng còn 2 mà thế để cho nên cho đẹp thôi. 2 nhé. Đây là 1, đây là 2 này. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ copy tạo ra hai nhân vật nữa là B và C. Như vậy tạo ra chúng ta tạo cho thầy ba cái nút nhé. Để chúng ta bấm chuột phải chọn cái nút là duplicate, nó sẽ tạo ra một cái nút hệt như vậy nữa, giống hệt một nhân vật mới, để lệnh mà để mà sao chép nhân vật này sang nhân vật khác tạo mới. Bấm vào đây, đây nút này nhé. Nút số 2 này chúng ta sẽ ký hiệu đây là B, và chúng ta sửa ở đây, chúng ta vào đây chúng ta sửa, dùng một chức năng này chúng ta sửa nhé. Đây chúng ta sửa lệnh B sửa thành B. Như vậy là nút số 2 là nút B, đây là nút A này, nút B này. Và chúng ta lại bấm chuột phải chọn nút duplicate, và nút 3 này chúng ta ký hiệu là C. Vậy chúng ta sẽ có 3 nút để làm cái nhiệm vụ là đóng vai trò là cái nút để làm câu hỏi trắc nghiệm. Nút C chúng ta sửa. Đây, vào đây chúng ta chọn cái này chúng ta sửa. Ở đây là C. Đó. Ở đây là C. Các bạn thấy như vậy chúng ta có thể có rất nhiều cái gì, có rất nhiều cái mở
mở rộng, chúng ta có thể làm rất nhiều thứ. Cái thằng mà scan nó cho chúng ta là tạo ra nhân vật khác nhau nhá. Như vậy là đây là nút A, nút B, nút C này, A, B, C này. A, B nằm ở đây này và C nằm ở đây nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tìm ra cái vị trí của nó để cho nó dễ này. Thì ở đây nhé, chúng ta đặt nó vào đây để cho nó có chỗ. Ở trên này là con vật nằm ở đây và ở đây. Được chưa? Để cho nó cố định, chúng ta sẽ tạo ra một cái bảng để lưu lại cái vị trí x của cái này. Đây, chúng ta tạo ra một cái list mới này, đặt tên là x list để mô tả cái tọa độ x của ba cái nút đó. Ba nút đó. Tọa độ này sẽ tọa độ của cả con vật nữa. Con vật 1 này, 2, 3 nhé. Đây, ví dụ tôi để ở đây là trừ trừ 150 chẳng hạn. Để tôi kiểm tra, trừ 150 nhé. Vị trí thứ hai là 0, vị trí thứ ba là 150. Là chúng ta thử như thế nhé. Nào, mình chọn vào A này. Ở đây A đây nhá. A này, đây này, A, đây là y là âm 1, đây là y này, x này. Đấy. Bây giờ tôi làm sao A đây nhé. Thật để gọi đặt cho tôi cái vị trí bắt đầu của A, cái A rất dễ dàng đây, A đây nhé. Đang A đây này. Bắt đầu là như sau. Bắt đầu là chúng ta sẽ go to thôi, go to đến gì? Go to cái nút A, go to đến y của nó đây, y cho đặt là âm 150 cho nó dễ nhé. Còn x gì? X là cái gì? X là cái này, là chính là cái chính là cái này. Đấy, chúng ta chọn về đây, chúng ta vào cái chỗ này, chúng ta đặt chọn kia là item và chọn ở đây là cái x list và đây là một, là cái số 1 ở trong cái dãy này chính là âm 150 đó, được chưa? Cái A này ở đây này, vì chúng ta sẽ sao chép sang B và sang C này, sao chép sang B này và sao chép sang C này. Đấy. Đây nhé, đây là A nhé, A đây là 1 này. Sang B, đây, B các bạn sửa đây là 2. Vị trí số 2, còn đây là C, vị trí số 3. Đấy. Được chưa? Chạy thử nào. Được rồi. Đây là ba vị trí nằm ở đây rồi nhé, cố định. Chỗ này là cái chỗ mà để cho chúng ta nháy vào để mà ta làm. Được chưa? Vì các bạn thích cho nó khi chúng ta đưa chuyển vào là nó đổi màu, tức là rất hay, nó có chức năng là như này này, rất là hay nhất đây này, các bạn xem nhé. Ban đầu này, A đây nhé, này, A đây nhé, A này. Ban đầu của chúng ta sẽ chuyển. Thầy ơi, Ơi anh chưa làm kịp, cái gì, hỏi cái gì, anh chưa làm kịp thầy. thử làm được thầy, thầy đợi tí các bạn làm nhé. Rồi, để mà chúng ta làm ba cái nút lệnh đây nào, các bạn vẽ nào. Thế đợi các bạn một chút nhá. Xong rồi thì nói nhé. Cứ làm bình tĩnh. Thầy chuyển sang nút B đi ạ. Nút B đây. Nó hệt nhau. Nút B thì chỗ này tên là 2. Nút C thì nó là số 3 nhé. X list này, đấy. X là cái vị trí. Xong chưa? Bây giờ chúng ta thì nói luôn cái thao tác này cho hay, cho hay này, khi chúng ta di chuột lên cái nút này nó sẽ đổi màu này, như làm như sau này. Tôi làm thử cho cái A trước, các bạn làm cho BC sau nhé. Này, chúng ta sẽ ở đây, chúng ta sẽ vào thêm cái này nữa này. Đây. Chúng ta để ngay sau cái này thôi. Đây. Chúng ta vào cái lệnh là forever ở đây này, ngay sau cái này nhé. Và chúng ta sẽ làm như sau, đây.
chúng ta vào cái lệnh if then else này, chọn kia. Nếu mà con chuột mà di qua đó thì chúng ta đổi sang ở đây, chạy trên đây chúng ta ở ngay đầu chúng ta sẽ vào cái lệnh này trước này, chúng ta switch custom to 1 là cái này, ta để ở đây trước nhá. Đấy, sau đó chúng ta sẽ làm như thế này, chúng ta đưa vào một cái forever là sẽ liên tục. Nếu mà người mà di chuyển chuột qua đây này, đấy, di chuyển qua đây này, tức là dùng cái gì, dùng cái lệnh này, dùng cái lệnh là sensing mà vào cái lệnh là touching mouse pointer, đấy cái này nhá. Nhưng mà touching mouse pointer, đấy, nếu mà touching mouse pointer tức là gì, tức là khi con chuột nó di qua đây thì chúng ta sẽ switch custom to 2 nhé. Còn ngược lại thì switch custom to 1 thì lại như cũ. Còn nếu không gì thì chúng ta sẽ nó không chuyển. Nhưng mà nếu mà chúng ta di chuột qua cái lệnh này là if touching mouse pointer, là nếu mà dùng mà di chuột qua thì nó đổi sang kia, đổi sang đổi sang cái custom 2, nó là cái này, nó là cái là cái này này. Đấy nhá. Thì chúng ta đang ở làng B, ở B không quan trọng, đang ở B đúng không? Đây, chúng ta để như này. Đấy. Chạy thử nhá. Đây này, đây là mặc định nhá này, ta dí vào này. Đấy. Được chưa? Đấy, bây giờ chúng ta thầy chỉ việc copy thôi. Bây giờ thầy sẽ copy cái này qua A này, copy cái này qua C này. Đây, đây là A nhé, đây nó gần nhau mà, đây là C này. Đấy, xong đây, bắt đầu rồi nhé, chúng ta dí chuột qua này. Đấy, thay đổi chưa, ra ngoài này hết này. Đấy, như vậy là nó có cái động tác là cái thao tác rất đơn giản, rất là hay, nó giúp cho chúng ta cảm thấy rất thích thú khi mà chúng ta di chuyển qua một cái hình gì đó, nó đổi màu, đấy, đổi hình khác đi, đấy, thấy không nào? Đấy, nó chính là do cái này này, nó có hai cái hình như này, đấy. Được rồi, thì đây là cái phần đầu tiên nhé, các bạn làm đi. Đã xong rồi thì bảo thầy để chúng ta, như vậy chúng ta bắt đầu, bây giờ chúng ta bắt đầu thiết kế cái phần hình chính, là sẽ phải tạo ra cái bộ dữ liệu để sinh ra ba con vật ngẫu nhiên, và nó sẽ nằm ở đây, là 1, ở đây là 2, đây là 3. Sau đó nó sinh ra một cái đáp án, và người cô giáo viên sẽ hỏi là con voi ở đâu, và chúng ta sẽ nháy chuột vào, nháy đúng vào cái nút A và B và C nhé. Không phục lần đây là không phải là nháy cái con vật mà là nháy cái nút A B C, nó hay hơn một chút. Nó cái này chúng ta sẽ làm tổng quát cho tất cả các bài tập trắc nghiệm khác nhau. Được chưa? Ngày mai các bạn làm đi, sau đó xong rồi tôi sẽ làm tiếp nhé. Các bạn lập trình cho cái ABC đi này, ABC đi nhé. Ơi. Thầy bật lên cái bảng xlist cho con thầy. Bảng nào? À xlist kìa. Đây. Xlist đây nhá. Đấy. Tạm thời như thế này. Nó là cái tọa độ x gì của ABC thôi. Và lát nữa nó sẽ là tọa độ của cái con vật đó, ba con vật mình chọn là ba con vật mà nhé. Nó có 3 × 3 cái tọa độ. X gì đấy, X gì của nút ABC. Còn chúng ta là cố định là Y của nó là một -150 này, là cố định nhé. Còn X gì là theo cái bảng, cái dãy X list đây.
Xong chưa? Xong chưa? Để chúng ta chuyển sang cái phần tiếp theo. Phần tiếp theo là chúng ta sẽ sinh ra hai. Ơi. Là chúng ta xong hai. Xong chưa? Bây giờ chúng ta sẽ phải sinh ra cái bộ dữ liệu gốc. Để mỗi lần mà giáo viên mà kiểm tra đấy thì giáo viên sẽ phải sinh ra bộ dữ liệu gốc đó, và cái bộ dữ liệu gốc đó sẽ là cái bộ dữ liệu để mà sinh ra câu hỏi trắc nghiệm. Đấy, cái bộ dữ liệu này là rất quan trọng. Hôm trước thầy làm rồi, bây giờ thầy làm lại cái bộ đó để chúng ta chú ý nhé. Thì cái bộ dữ liệu gốc đó thì là ai sẽ thực hiện, thì là sân khấu sẽ được thực hiện cho nó gọi là công tâm nữa ở giữa, được chưa? Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái chương trình để sinh ra cái bộ dữ liệu câu hỏi gốc đó nhé. Đây thì các bạn chuyển cho thầy sang sân khấu. Chúng ta sẽ lập trình cho sân khấu. Sân khấu sẽ là nơi để sinh cái bộ dữ liệu gốc đó. Đây như sau này. Ở đây chúng ta sẽ phải tạo thêm một cái hai cái bảng, hai cái dãy nữa nhé. Một cái dãy là kiểu là data nhé. Data là cái dữ liệu mà sẽ sinh ra. Cái data là cái gì? Data là sinh tự động ra ba cái chỉ số trong phạm vi từ 1 đến 10, từ 1 đến n 10 của cái bảng con vật đấy, để sinh ra ba con vật trên màn hình ngẫu nhiên từ 10 nhân vật kia là data, được chưa? Thứ hai là một cái bảng nữa là bảng tem. Cái bảng tem là chỉ đóng vai trò là bảng phụ dùng để hỗ trợ để sinh ngẫu nhiên. Nhưng mà chúng ta cần hai cái bảng, bảng data và bảng tem, được chưa? Rồi sau đó chúng ta sẽ cần một cái gì? Chúng ta sẽ cần thêm một cái con số nữa đây, biến ở đây là biến kiểu tên là p correct, là cái chỉ số chỉ ra con vật chính mà cần câu hỏi đó. Thì cái p correct này sẽ là ngẫu nhiên từ 1 đến 3, là ví dụ như là ứng với là 1 thì ứng với là A, ứng với đáp án A, 2 thì ứng với đáp án B và 3 ứng với đáp án C. Nó là một phần của bộ dữ liệu đó. Được rồi, bây giờ chúng ta sang sân khấu nhé, và chúng ta sẽ tạo ra một cái block, một thủ tục đúng không, có tên là sinh dữ liệu. Cái thủ tục này là thủ tục có nhiệm vụ là sinh một cái bộ dữ liệu ra, bộ dữ liệu câu hỏi trắc nghiệm đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ lập trình ở đây để chúng ta sinh ra bộ dữ liệu đó. Đây, cái phần này là năm ngoái tức là chết làm rồi, bị làm lại lần nữa để chúng ta nhớ nhé. Để chúng ta nhớ này, thì cái bộ dữ liệu là làm gì? Là sinh ra cái dữ liệu data, sinh ra dữ liệu data này. Đấy, và sinh ra ngẫu nhiên cái p correct nữa, sinh ra cái này là một bộ dữ liệu, được chưa? Thì cần cái tem để làm gì? Cần cái tem để mà làm cái bảng phụ. Và đây chúng ta cần một cái biến k nữa, biến k là cái biến chạy đó. Được rồi, chúng ta bắt đầu này. Chúng ta nhớ lại nhé, bắt đầu làm, chúng ta làm cẩn thận nhé. Với đầu tiên là chúng ta là xóa cái dữ liệu cũ của data và tem đi. Chúng ta dùng cái lệnh là delete all, on off. Chúng ta chọn là data, đó là một lệnh đầu tiên nhé. Lệnh thứ hai là chúng ta delete on cái tem. Đấy, để chúng ta tạo ra một bộ dữ liệu mới thì cái bộ dữ liệu cũ nó phải xóa đi. Thì data là chính là cái bộ dữ liệu mà chúng ta nhớ lại nhé. Tiếp theo là tem, chúng ta sẽ nhập vào tem cái số tự từ 1 cho đến n là chiều dài của cái bảng con vật, được chưa? Rồi chúng ta làm này, chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ xếp k bằng một và chúng ta sẽ lọc. Đây chúng ta vào control, chúng ta là repeat, lọc với bao nhiêu lần? Lọc với số lần là chiều dài của cái bảng con vật. Chúng ta vào đây
và chúng ta chọn là cái length of con vật, length là cái chiều dài của cái dãy con vật nhé. Như con vật là có 10 thì chúng ta tạo ra các phần tử từ 1 đến 10, mà nó có 12 chúng ta tạo ra là 12, và để ở đây đó. Sau đó chúng ta sẽ như sau, chúng ta sẽ ép đây, chúng ta bỏ vào tem này, chúng ta tem này, chúng ta ép bổ sung cái k này vào. Đấy, bổ sung k vào tem, được chưa, và tăng k lên một đơn vị đó. Thì đây chính là cái đoạn lệnh là gì, là nhập các số từ 1 cho đến 10, từ 1 cho đến độ dài của con vật, đưa vào cái bảng tem, đưa vào dãy tem nhé. Sau đó từ tem chúng ta sẽ sinh ra 3 cái số ngẫu nhiên đưa vào data. Đó, bạn chú ý nhé. Đây là bước 1 này. Bước thứ 2 chúng ta sẽ vào cái lệnh là repeat 3 lần. Ta có là cộng đồng dân cư đang bị bắt, nguyên chắc là có cộng đồng dân cư phải đóng một cái khung tinh vi, cái xong rồi chụp lại cần chuyển nhà bán rẻ, thứ thôi. Nha. Cộng đồng dân cư anh phải đóng chắc chắn có thôi. Đấy, chúng ta 3 lần này. Chỗ này là cái chỗ là chúng ta sinh ra, và chỗ này là nhắc lại như ở chỗ này này là sinh ra cái dãy từ 1 đến n đưa vào tem, là tem là dãy phụ. Với n là chiều dài của cái dãy con vật. Còn ở đây là sinh ra 3 cái số ngẫu nhiên của bảng tem. Xin được không em? Bởi chúng đang dạy học online, chúng đang dạy online ở trên này. Mai đi. Được chưa? Tem này, nhé, ba tạo ra 3 lần này. Rồi, như sau này. Mỗi lần chúng ta làm như sau. Chúng ta lấy phần tử, chọn K là một số ngẫu nhiên. Đây, chọn cái số ngẫu nhiên nhé. Ngẫu nhiên từ 1 đến độ dài của tem. Đây, chúng ta vào cái này. Từ 1 đến length của tem nhé. Của tem, chúng ta còn vật của tem. Đấy, bằng tem là bằng phụ. Đấy. Chúng ta chọn K là cái phần tử lấy một cái số ngẫu nhiên từ 1 đến chiều dài của tem. Sau đó chúng ta lấy phần tử K của tem ra đưa vào cái bảng data. Đây, chúng ta vào cái lệnh này. Chúng ta vào cái lệnh F này. F này, F vào đâu? Chúng ta bổ sung vào data. Và lấy cái gì? Bổ sung cái gì? Bổ sung phần tử thứ K của tem. Đây, chúng ta vào cái chỗ này. Chúng ta gọi là tem nhé. Phần tử thứ K của tem. Thứ K của tem đây. Đây. Thứ K của tem nhé. Chúng ta đưa vào data. Đó. Đây này. Phần tử thứ K của tem nhé. Đưa vào data. Đây. Sau đó là xóa phần tử thứ K này đi. Của tem này. K nhé. Xóa phần tử thứ K đi. Chúng ta dùng lệnh này. Dùng cái lệnh xóa đó rồi. Xóa này. Xóa cái phần tử thứ K của tem. Vì nó lấy rồi, bỏ đây rồi. Không cần nữa. Chúng ta sẽ delete phần tử thứ K của tem đi này. Đó. Thì đây chính là cái lệnh mà tạo ra ba cái phần tử, ba cái chỉ số ngẫu nhiên lấy từ tem, và ba cái số này là khác nhau, không giống nhau. Chúng ta cần là tạo ra ba con vật là khác nhau mà. Đấy. Rồi, và cuối cùng thì chúng ta sẽ lấy ra xét cái phần cái để lấy vị trí của đáp án. Đây là chúng ta chọn là cái mà p correct, đây là cái vị trí đáp án đúng này. Đây, chúng ta chọn ngẫu nhiên từ 1 đến 3. Nếu mà p correct nó là 1 thì đáp án A là đúng, p correct là 2 đáp án B là đúng, p correct là 3 đáp án C là đúng. Đây chính là cái thủ tục để sinh cái bộ dữ liệu, được chưa? Đó. Được rồi nhé, thì bây giờ chúng ta bắt đầu lập trình phần sân khấu, sẽ là cái nơi mà sinh mà để bắt đầu chương trình, để sinh ra cái em sinh ra cái bắt đầu để sinh ra câu hỏi đầu tiên nhé. Đây.
nhá, đây này, đây chúng ta vào bắt đầu đây nhá, đây sân khấu nhá. Thì khi bắt được bắt đầu vào thì là sân khấu bắt đầu mà ra cái lệnh để chúng ta sẽ mà đây sẽ gửi một thông điệp để bắt đầu một câu hỏi. Chọn cái thông điệp là tên là trước thời đến là reset. Reset là bắt đầu lại một câu hỏi từ đầu. Ô, sao treo máy nhỉ? Sao đây? Làm lại nhỉ? Đây, reset đấy nhé. Podcast reset. Đấy. Bắt đầu vào là reset luôn. À, sau đó là nếu mà nhận được cái thông điệp là reset thì làm gì? Đó. Thì khi đó sẽ thiện thao tác là xin dữ liệu. Đó. Đặt trên chỗ này nhé, đây phần hình chính như này, đặt cho ông dưới đi, đây cho nó dễ này, đó. Thì bắt đầu trò chơi nhé, thì gửi thông điệp là reset để sinh bộ dữ liệu gốc, cho bắt đầu cho câu hỏi đầu tiên, và nếu mà nhận được thông điệp là reset thì sinh dữ liệu, được chưa? Được chưa? Và khi sinh dữ liệu xong rồi thì gửi một thông điệp để mà giáo viên bắt đầu hỏi câu hỏi. Đấy, được chưa? Đây, thì sẽ để thầy xem để dùng cho hợp lý nhé. Trước mắt thì đây để xem dùng một từ gì cho nó hợp lý nhé. Khi sinh dữ liệu xong thì là dữ liệu làm xong rồi thì gửi thông điệp để cho nhân vật và giáo viên hiện ra và thông báo câu hỏi. Đây thì sẽ gửi thông điệp là gì? Thầy ơi. Ơi. Cho em cái bản của thằng An thầy. À, cái cốt định của phần dữ liệu à, phần này à. Nút A đúng không? Đây nút A đây. Dạ. Các bạn cứ bình tĩnh làm chứ không vội đâu, cứ bình tĩnh đi, thời gian còn nhiều. Được chưa? Bây giờ chúng ta quay lại sân khấu đi. Các bạn lắng nghe mình. Chưa thầy. Xong chưa? Không phải. Đấy. Chưa thấy trong mấy cái này được. Nhá.
thì khi mà sinh xong lượng dữ liệu thì tôi được đây thầy tạo ra được một cái sau đó sẽ gửi 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 thông điệp là gì, làm gì nhỉ, gửi thông điệp là bắt đầu hỏi nhé. Thôi đọc là start đi. Hỏi nhé, start được thầy viết tiếng Việt vậy. Bắt đầu hỏi. Bắt đầu một câu hỏi đấy. Đấy. Bắt đầu câu hỏi. Thì khi nhận được cái thông điệp bắt đầu câu hỏi này thì con vật mới hiện ra và giáo viên sẽ hiện ra để thông báo. Đấy, chúng ta chú ý nhá. Chuyện này nó hơi phức tạp một chút. Như vậy là sân khấu là nơi bắt đầu cho chương trình. Và sân khấu gửi thông điệp reset. Khi reset thì sân khấu sẽ sinh dữ liệu. Sinh xong rồi thì gửi thông điệp sang cho con vật và cho giáo viên, tôi sẽ hiện giáo viên sau. Giáo viên sẽ hiện ra và hỏi. Ví dụ như là con voi ở đâu, con ngựa ở đâu nhé. Còn bây giờ chúng ta cứ này đã nhé. Như vậy có hai cái thông điệp là thông điệp reset và thông điệp là bắt đầu hỏi. Đấy. Và xong đây chúng ta sẽ bắt đầu lập trình cho nhân vật, cho con vật. Con vật sẽ là hiện ra nhé. Đây. Bây giờ thầy bảo con vật nhé. Đó. Thì con vật là như này. Con vật thì chúng ta để nó ở đây đi, đừng không quan trọng lắm nhá. Thì đầu tiên khi bắt đầu vào chương trình ấy thì con vật nó sẽ ẩn đi, chúng ta không cần thiết nó đây. Bắt đầu vào chương trình nhá. Con vật sẽ ẩn đi và đó là con vật mẹ và chúng ta sẽ phải mỗi lần hiện câu hỏi, con vật sẽ sinh ra 3 clone để hiển thị. Đây, chúng ta ẩn cái nhân vật mẹ đi này. 2 vật mẹ đi nhá. Đó. Và cái con vật này chúng ta sẽ tạo ra đây, chúng ta sẽ tạo ra cái ID của nó. ID là biến riêng, được chưa, biến riêng. Đấy. ID bằng 0 ấy, ID bằng 0 là nhân vật mẹ, còn ID bằng 1, 2, 3 là 3 nhân vật ứng với hiện ra ở chỗ này và chỗ này nhé. Như vậy ID là nhân vật, là chúng ta nhớ là ID là biến riêng nhá. Đấy, chỗ này là biến riêng này. Thì ban đầu đặt ID bằng 0 đó, thì nhưng mà đây là nhân vật mẹ, nhân vật gốc, nhân vật mẹ luôn là ẩn đi đó. Khi mà nhận thông điệp là hiện câu hỏi ấy, bắt đầu hỏi, thì nhân vật mẹ mới sinh ra 3 clone hiển thị ở 3 nơi này và hiện ra trên màn hình đó, chúng ta chú ý nhé. Đây, thì cái lệnh này sẽ là thành như nào, là chúng ta kiểm tra lớn như dưỡng 5, chúng ta sẽ phải làm như này. Chúng ta là phải if, nó chỉ tác động lên nhân vật mẹ thôi, cho nên là if cái gì, if mà ID bằng 0 thì nó mới làm việc, không thì thôi. Đây, if ID bằng 0 thì nó mới thực hiện cái lệnh này. Đó. ID bằng 0 nhé. Rồi, nó làm như sau này, nó sẽ lần lượt là sinh ra 3 clone. Và như vậy ta sẽ phải có một cái lệnh lặp là 3 lần, repeat 3 lần ở đây. Đó. Được chưa? Một lần như sau này, làm cho bạn xem nha, chúng ta sẽ dùng cái ID để chúng ta làm này. Đấy. Thì khi mà hiện đây là 3 lần nhé, thì làm như sau này, bước 1 là ta change ID lên 1. Vậy bắt đầu là 1, 2 và 3, đúng không? Ứng với 3 cái 1 sẽ nằm ở đây, 2 nằm ở đây, 3 nằm ở đây. Đó. Được chưa? Chúng ta để ở đây nhé, chúng ta để cái y của nó bằng y bằng 0 đi. Y bằng âm 10 đi, y bằng âm 10. Cái này nhé, đấy. Chúng ta có thể hạn sơ lượng được. Đây. Ở đây là âm 30. Được, âm 30 nhé, cái này này. Âm 30. Rồi. Chúng ta bắt đầu này, các bạn nhìn kỹ thầy làm nhé. Chuyên ID lên 1 này. Rồi, sau đó là ta sẽ, như vật này sẽ phải chuyển sang cái custom, chuyển sang cái trang phục ứng với ID mà chúng ta
kéo cái ID ra. Đây. Đấy, kéo được. Chuyển trang phục sang ID này nhé. Sau đó chúng ta sẽ chuyển vị trí đến, chúng ta go to đến. Đây, go to đến cái gì? Y là âm 30, chúng ta để nguyên sẵn là Y thì dễ, Y là cố định. Nhưng mà X là như sau. X là vị trí của X list, chúng ta kéo vào đây và chúng ta kéo cái X list này ra. Đây, item đây, item của X list thứ mấy này, ứng chính là ID. Đây, chúng ta đây, chúng ta go to đến là item của ID X list đây. ID bằng 1 thì nó ở đây, 2 và 3 ở đây nhé. X list đây, âm 30 ở đây. Đó, được chưa? Đây chúng ta có thể, chúng ta sẽ hiển thị sau nhưng rồi. Như vậy là chúng ta xong rồi này. Sau đó chúng ta sẽ tạo clone. Đâu? Đây, tạo clone. Chứ đó là phải hiển thị đã. Tôi cho cái lệnh là lệnh show. Đây. Show nằm ở trên này nhé. Khi mà ngay trên này này. Khi xong rồi thì ta lại ẩn đi. Đây, xong rồi ẩn đi. Và đặt lại. Khi đã xong hết rồi chúng ta đặt lại như sau. Đặt lại cái nhân vật mẹ là set ID về 0 ở đây. Đây. Nhưng mà chỗ này là gì? Chúng ta sinh ra 3 con vật là như sau này. À, chỗ này không phải. Đây không phải là set ID đến custom ID, chỗ này bị sai nhé. Đây, chỗ này bị sai. Vậy là chuyển trang phục đến cái ID của data, data là dữ liệu mà. À, chỗ này hình nhầm đây. Đây, chỗ này. Đây. Data cơ. Đấy. ID đây. Nhân vật thứ nhất ấy là đây này, ta chỉ vào đây này. Đấy, chỗ này nhìn bị sai nhé, chỗ này này. Là nhân vật nhất là vị trí thứ nhất của cái data. Đây là vị trí thứ hai của data, vị trí thứ ba của data là đây. Đấy. Được chưa? Đó. Chạy thử nhé, cho nó có ra không nhé. Đây, ba con vật này. Đây. Nó sinh rất là ngẫu nhiên nhé. Đấy. Nó sinh rất là ngẫu nhiên, thấy không nào? Đấy. Đây là cái chức dạy rồi các chúng ta vừa làm. Mà chúng ta làm là khi mà nhận thông điệp là bắt đầu hỏi. Thì trên màn hình sẽ hiện ra ba con vật là ngẫu nhiên. Lấy từ cái bộ dữ liệu data là bộ dữ liệu đã được tạo trước đó. Chuyện đó bởi gì, bởi sân khấu rồi. Và ngay bây giờ khi hiện hết rồi thì lúc bây giờ giáo viên sẽ hiện ra và hỏi. Được chưa? Thầy, thầy để em xem lại cái chỗ sinh dữ liệu cái thầy. Đây. Chỗ background. Đây, background đây nhá. Để cứ cho các bạn nhìn rõ này. Đấy, sinh dữ liệu chưa? Đây, sinh dữ liệu đây nhé. Tao làm lại được rồi. Được chưa? Rồi ừ. Đấy, chúng ta đang ở đây đúng không? Đây này, đấy. Đây là chút này là sinh clone đấy nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm việc tiếp vào nhà. Khi mà bắt đầu hỏi nhé, thì đồng thời là giáo viên sẽ hiện ra và giáo viên sẽ hỏi. Đây, thì chúng ta sẽ tạo không có cho tạo nhân vật mới là giáo viên đây. Đấy, tạm thời để ở đây nhé, để góc này. Đấy. Bây giờ cho cô giáo bé đi một tí nhé, to quá. Để cho cô giáo ở đây nhé. Đây cô giáo ở đây. Cho cô giáo cô bé đi một tí nhé. Set size to 50% bé một tí. Đấy. Ở đây được chưa? Đấy. 60%. 60% nhé. Đấy. Rồi. Cô giáo sẽ ở đây nhé. Đấy. Thì cô giáo ở đây tôi không đầu tiên không làm gì cả, nhưng khi bắt đầu hỏi thì cô giáo mới hỏi nhé. Khi mà
đây khi mà đây này khi mà sân khấu là tạo xong một dữ liệu, tạo xong thì gửi thông điệp là bắt đầu hỏi. Khi bắt đầu hỏi thì các nhân vật, các con vật sẽ hiện ra, đây hiện ra ba con vật này, đồng thời giáo viên hỏi luôn. Chúng ta vào giáo viên này, đó. Thấy thầy đi cái chỗ đi thầy, tí thầy. Chỗ nào? Chỗ nào? Thầy đợi em cái chỗ này, em sửa cái chỗ này tí ạ. Ừ, đây sửa đi. Rồi thầy. Ừ. Bây giờ thầy sẽ lập trình sang cho giáo viên. Giáo viên sẽ là cái người mà khi nhận được thông điệp là bắt đầu hỏi, hỏi đi đấy, giáo viên này. Khi nhận thông điệp là bắt đầu hỏi, đó, thì giáo viên sẽ hỏi. Sẽ hỏi là con chó ở đâu, con mèo ở đâu, con chó ở đâu đấy. Thì giáo viên sẽ dựa trên gì? Giáo viên sẽ dựa trên cái bộ dữ liệu data này, bộ dữ liệu này này. Chính là cái điều này là P có giáo viên dựa vào P correct để giáo viên sẽ sinh câu hỏi, được chưa? Đó. Thì sinh như sau, đây giáo viên sẽ phải hỏi như sau, đây chữ P correct đây là cái vị trí đúng, đây là một này, đây là hai, đây là ba này. Giáo viên sẽ hỏi là con tên con vật ở đâu, hỏi một câu đó thôi. Đây đây nhá, đây giáo viên sẽ nói dùng cái lệnh này để hỏi này, đây lệnh này thôi. Vì sẽ phải nối này, nối rất là nhiều nhé, đây nối này, đây, con, đầu tiên là con này, sau là con gì này, giáo viên sẽ phải lấy ở đâu ra, giáo viên sẽ phải lấy ở chỗ này, lấy ở, thứ nhất là lấy ở cái, đây là con vật, và thứ hai là lấy ở data, thứ hai, đây, lấy ở data. Và data đây là cái gì? Số tự của data đây, 1, 2, 3 đây, lấy ở đâu? Chính lấy cái này, chính là P correct, là cái vị trí đúng. Đây, nhìn đây là vị trí đúng này. Đây là số tự ở trong, đây là vị trí đúng này, 1, 2, 3 này. Còn data là cái chỉ số của con vật đó ở trên này. Và đây chính là chỗ này. Đó, thì chúng ta sẽ nối tiếp này. Đấy, đưa cái này vào đây này. Đó. Và hỏi này, con gì đó ở đâu? Ở đâu? Đấy. Vào đây, và hỏi. Thế thôi. Hỏi. Được chưa? Đây. Thì cho các bạn xem thử cái đa kem hát nhé. Đây. Đây. Hỏi. Con ngựa ở đâu? Đây này. Chúng ta chờ. Nhảy vào đây mới đúng rồi, nhảy vào đây là sai này. Đây là nhảy vào đây nhé. Tức là chúng ta phải đáp án và trả lời bằng cái gì? Bằng, không phải là bằng nhảy con vật nữa, mà là nhảy các nút để trả lời. Đây. Một nữa này. Con ếch ở đâu? Con ong ở đâu? Nó là hoàn toàn ngẫu nhiên nhé. Lúc gì ở đầu, lúc ở giữa, lúc ở cuối. Con mèo ở đâu? Chỗ này là hoàn toàn là ngẫu nhiên. Con cua ở đâu? Đó. Thấy chưa nào? Rồi. Như vậy là cho lập trình xong cái chuyện là sau khi có con vật hiện ra thì giáo viên sẽ hiển thị và nói và hỏi câu hỏi chính của cái bài kiểm tra trách nhiệm này nhé. Chúng ta hiểu chưa? Và bây giờ bắt đầu học sinh sẽ phải nháy lên nút A, B, C để trả lời. Nháy đúng, giáo viên nói là đúng. Nháy sai, giáo viên nói sai và chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Trước mắt chúng ta làm cái đó, chúng ta làm cái việc là cái tập vừa chúng ta làm cái ban đầu là giáo viên liên tục hỏi các câu hỏi dựa trên cái bộ dữ liệu hiện đang có, được chưa? Được rồi. Nào bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp tục này. Chúng ta sẽ lập trình cho A, B và C nhé, cho cái nút A, B, C.
Đây nhá. Đây này, nó ABC nhá. Đây. Khi khi mà nháy lên nút này, nháy lên nút này thì chúng ta sẽ phải có cái thông điệp thông báo là học sinh đã làm xong. Khi làm xong rồi thì giáo viên sẽ phải kiểm tra. Giáo viên chính là người kiểm tra nhé. Đây. Đây nhá. Chúng ta bắt đầu làm thử nhé. Đây. Còn A đây nhá. A đây này. Khi mà giáo viên mà nháy lên, chúng ta nháy lên cái nút A này thì nút A nó sẽ trả về một cái giá trị thông báo là cái vị trí mà người dùng là nháy lên, và chúng ta so sánh cái đó với cái P correct. Nếu mà đúng là P correct thì là đúng, không thì là sai nhé. Đây, mình sẽ làm như thế này. Đây. Bây giờ như sau, chúng ta sẽ phải tạo ra một cái biến nữa để mô tả cái là người dùng nháy. Được chưa? Đây, thì thầy tạo ra cái biến nhớ là click, gọi là P đi, P click là cái biến để mô tả khi người dùng nháy lên nút nào thì nó báo nút đó. Đấy. Được chưa? Đấy, thì đây. Nút A nhé. Khi người dùng nháy đây, chúng ta vào nút này. When this sprite click là khi người dùng nháy lên đây này, nháy. Đấy. Nháy lên nhé. Đấy. Thì sao? Thì lập tức là gán thì nút A nhé. Thì gán như sau. Đây, chúng ta sẽ gán là gì? Là set cái P click. Thì nếu mà nút A thì gán P click là một nhé. Nó nhảy lên B thì P click là 2. Nhảy lên C thì P click là 3. Nhảy xong thì thông báo cho giáo viên biết là đã trả lời xong. Chúng ta sẽ gửi thông điệp lần nữa. Rất nhiều thông điệp luôn. Gửi thông điệp là xong. Đã trả lời xong. Gửi thông điệp có tên là xong. Phải trả lời xong được. Trả lời xong. Thì giáo viên so sánh. Thì giáo viên mới biết đúng hay sai. Trả lời xong. Đây. Đấy, được chưa? Như vậy là này. Đây là khi người dùng mà nháy lên cái nút A nhé. Thì lập tức gán là P click bằng 1. Chứng tỏ đây là vị trí thứ nhất. Còn nếu B là vị trí thứ 2. Chúng ta chỉ việc sao chép sang B. Và sao chép sang C. Đó. Thì ở A là 1 này. B đây, B chúng ta sửa cái này là 2. Như vậy là người khi dùng nháy lên B lên P click nó sẽ là 2. Còn ở C thì chúng ta đặt là P click bằng 3. Các bạn có nhớ có biết cái làm được không? Đó. Và đều là khi mà nháy một cái lập tức là gửi thông điệp là đã trả lời xong. Thì cái thông điệp này để thông báo rằng là đã trả lời xong rồi, và lúc giáo viên sẽ được kiểm tra đúng hay là sai là biết ngay. Đây nhé. Đấy, rồi. Như vậy là A này, B này, C này, thấy không nào? Đấy. Nhưng hay nữa các bạn cho vào đây một cái lệnh cho nó có tiếng pop, start pop ở đây. Nó hay nữa, đây là A nhé, đây là C này, đây là B này. Kích vào nó kêu pop một cái cho nó rất hay. A đây nhé. Không nào? Rất hay. Rồi. Khi nhận thông điệp là trả lời xong thì giáo viên sẽ kiểm tra. Ta bảo giáo viên đây. Đây. Khi mà người dùng nhận được thông là khi mà nhận thông điệp là trả lời xong, đây. Nhá. Thì khi đó giáo viên sẽ kiểm tra thôi. Giáo viên làm như thế này. Giáo viên sẽ lập tức là kiểm tra. If đây. Kiểm tra nếu mà cái click, cái P click là cái người dùng là nháy có đúng với P correct không? Nếu đúng thì là đúng, giải đúng, nếu sai thì là sai. Nếu đúng nhá thì gửi cái thông báo là đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Còn nếu không thì thông báo là sai rồi. Và chúng ta có thể làm luôn âm thanh luôn, thầy ghi âm luôn cho thích nhé. Đúng rồi, giỏi lắm. Đấy.
Đúng rồi, giỏi lắm. Đấy, chúng ta ghi vào đây. Là đúng. Chúng ta ghi thêm một cái câu nguyên lần thứ hai nữa nhé. Đây. Sai mất rồi. Sai mất rồi. Yeah, sai. Rồi, chúng ta lập trình cho giáo viên nhé. Đúng rồi này, giáo viên sẽ gửi thông điệp là start sao, đây là đúng. Đúng. Cho ăn đây. Còn chỗ này là sai. Thấy chưa nào? Và khi mà đúng sai xong, khi làm xong cái này rồi thì sẽ gửi thông điệp mà để mà làm lại cho câu hỏi khác. Đây, sau 2 giây thì giáo viên sẽ gửi cái thông điệp là reset. Đây này, reset là câu hỏi tiếp theo nhé. Đây, đúng rồi, giỏi lắm. Đấy. Chúng ta làm thử chơi thử nhé nào, chơi thử nào, từ đầu này. Đây, ngựa ở đâu? Bấm vào đây này. Sai mất rồi. Đấy. Ôi, quên mất, chưa xóa cái cũ đi. À, khi gửi thông điệp là reset thì phải xóa tất cả các hình cũ đi. Đây, chúng ta thêm cho thiếu lệnh này. Đây, chúng ta vào đây này. Nhé, khi mà có thông điệp reset, đâu rồi? Đây, khi mà có thông điệp reset thì phải xóa tất cả những cũ đi. When I receive là reset thì phải xóa. Để không xóa là nó bị như này đấy, nó bị đè lên nhé. Đây sẽ phải có cái lệnh là delete. Đấy. Cái này rất đơn giản thôi nhưng mà nó rất là chuẩn. Làm lại nào. Đấy, anh Cam ở đâu? Đúng rồi, giỏi lắm. Đấy, sang câu hỏi tiếp theo. Con voi ở đâu? Đúng rồi, giỏi lắm. Mèo ở đâu? Sai mất rồi. Con ngựa ở đâu? Đúng rồi, giỏi lắm. Ôi, hai con mèo bị sai rồi này. Chỗ này bị sai rồi này. Ôi dồi. Cái chỗ này là vì sao sai? Là vì cái này là lần trước tôi đã mình đã có một lần bị như này là do lầm là cái này là để tôi một chút nhé. Cái chỗ này là do cái nó không kịp mà nó do cái chỗ này, do cái chỗ này này bị lỗi chỗ này này. Ok, là do cái rất tế nhị thôi. Đây này, để kiểm tra một chút. Thế này là kiểm tra cái file data nhé. Data là 11.16 là rất chuẩn rồi. Như vậy là 11.16. Để tôi kiểm tra một chút nhé. Tôi biết ngay là sai chỗ nào, tôi chỉ biết ngay chỗ này hơi khó một chút. Nhưng mà cái 1.5 này là đúng cái này. Còn cái 1 này là bị lỗi này. 11 này. À, sao là 11 nhỉ? Mình có 10 thôi chứ là mình lại bị sai. Sao là 11 nhỉ? Tất cả của mình nó chỉ có 10 con thôi mà. Như vậy sinh dữ liệu bị sai đấy. Đúng không? Của mình hiện nay đang là chỉ có là 10 con thôi. 10 con mà sinh dữ liệu thành 11 là bị sai. Chỗ này là sinh dữ liệu sai nhá. Chúng ta kiểm tra nào, xem sai ở đâu nhá. Như vậy là sai ở cái chỗ là sinh bộ dữ liệu. Đây, chúng ta vào đây. Xem sai ở đâu nào. Đây, 10 xóa tem này. Thầy ơi. Ơi. Cho em xin cái lệnh của cả ba nút thầy. Cả ba nút. Đây à, cái này đây gì? À. Ừ. Dạ. Ừ. Ba nút ABCD. À đây. ABCD. BC đây, không hợp nhau mà. Chỉ khác nhau có chỗ này thôi. Còn thầy đã kiểm tra chỗ này là bị sai, lên đây không phải là sai mà là sai dữ liệu. Sai cái phần sinh dữ liệu, thầy kiểm tra sau nhé. Kiểm tra ngay bây giờ. Nhưng mà có điều con cũng có điều con cũng không thấy cái chỗ mà quên reset này. Đây thầy một chút thôi. Thầy kiểm tra cái đã rồi cho bạn xem nhé. Đây kiểm tra xem sai ở đâu nào. Đây, data này. Sinh dữ liệu theo tem này, đúng không? K là sinh từ 1 đến độ dài của tem này thì không thể là 11 được. Sau đó là S
cái item của tem này vào data, hoàn toàn đúng, không sai gì cả. Sao xóa cái can này của tem đi, con cũng hoàn toàn đúng. Vì sao lại đấy nhỉ, vì sao lại sai được nhỉ? Sau đó thì cái này là độc lập riêng rồi. Thầy kiểm tra một chút nhé. Thầy cho cái sinh data này. Data này là em là đúng thầy, mà sao em lại đúng mà thầy? Em là đúng cái gì? Cũng với của thầy là của thầy nó bị sai là đây, chỗ này bị sai như thế này. Tại sao chúng ta là 11? Để thầy kiểm tra nhé. Như vậy của thầy rất là của thầy là bị sai rồi đấy. Bây giờ thầy kiểm tra xem sai ở đâu. Đây, đây là kiểm tra xem sai ở đâu. Như vậy là mình sao lại vấn đề này, sao lại ra thành 11 thì là cái vô lý. Nó không thể 11 được. What? Nó chỉ là từ 1 đến 10 thôi. Nó chỉ là nên này, nó chỉ là từ cái ca và cái item của cái tem này, nó chỉ là từ tem to data. Chỗ này đúng hoàn toàn rồi nhỉ, sao lại sai nhỉ? Thầy để xem lại len con vật đây. Xong con vật nhá. À, đây bị nhầm chỗ này này, chỗ này bị nhầm, chỗ này này xóa nhé, thì bị nhầm chỗ này. Rồi, đúng là các bạn chỉ đúng quá rồi, vậy là sai chỗ này. Là thầy đã bị gõ nhầm thừa một cái tên con vật thừa ra, không đúng. Đó, đâu bị sai. Rồi, đúng rồi, bây giờ đúng. Thầy vô lúc. Thầy vô cái chỗ mà thêm chỗ ấy vào trong danh sách đó. Ờ. Thầy bỏ đấy ra. Rồi. Đấy nhá, bây giờ sau hết mình làm đúng rồi, không sai thế nào cả, sai ở sai phần dữ liệu thôi. Đấy, bây giờ các bạn có thể bổ sung thêm dữ liệu cũng được, không sao. Nhá. Chúng ta có 10 con, chúng ta có cho có thể bổ sung thêm được cho nó vui nhé. Mình thầy bổ sung thêm cho nó vui này. Đây là 10 con rồi nhá. Bây giờ thầy sẽ thêm một con nữa cho nó vui này. À, thầy thêm con gì cho nó vui này? Thầy chưa có gấu đúng không? Cho con gấu vào đi, gấu. Gấu. Gấu nó hơi to nhỉ. Gấu đúng không? Và thầy nhập vào đây thêm là con vật, thêm lại lên là con gấu. Gấu. Đấy. Được chưa? Đó. Gấu nó to kệ nó. Xin chia đây là gấu này. Kệ. Rồi, như vậy xong rồi đấy. Bây giờ các bạn cùng chỉnh sửa cho nó đúng thế nào, cho nó chuẩn xác thế nào. Và chúng ta lưu cái file này lại là hôm nay là cái trình hoàn chỉnh nhá, làm cái chương trình dùng để mà sinh cái bộ dữ liệu hôm nay. Hôm nay mới là cái bài số bài 7 học, chúng ta học ít quá nhá. Hôm nay chúng ta mới là bài số 7 thôi, B7 là cái chương trình là kiểm tra trắc nghiệm về động vật nhá. Đó, các bạn làm đi, và các bạn làm xong thì các bạn đưa lên trên cái nhóm của chúng ta nhé. Thật đúng rồi. Chuyển sang giáo viên đi ạ. Giáo viên đây. Đấy, nhìn rất rõ nhé. Kìa, sao lại giáo viên kìa? Con đang ở đâu? Chị ở đâu nữa đó? Nấu thì nấu mà. Các bạn thấy hay không nào nhé, rất là hay nhé. Một cái chương trình rất là hoàn chỉnh đó. Hay một cái âm thanh này.
bằng thanh của cái chỗ này này, đúng không? Con ngựa ở đâu này? Bấm đây sai. Sai mất rồi. Đấy. Sai mất rồi. Đấy. Con ếch ở đâu? Đúng rồi, giỏi lắm. Đấy. Nó sinh rất là ngẫu nhiên đấy. Chúng ta làm nhá. Thầy ơi. Ơi. Thầy, cho con xem lại cái đồ background đi. Background. Background đây nhá. Background thầy làm đúng hoàn toàn rồi đấy. Không sai chữ nào. Chú giáo viên con với. Đây, giáo viên đây. Để thầy ra thầy xem lại kia. Thầy ơi. Ơi. Cho em xem lúc bạn ABC thầy. À đây. ABC sai mất rồi. ABC là tương tự nhau nhá. Làm xong các bạn này nhé, các bạn đưa lên trên nhóm nhá. Để lưu lại cái bài này hay, cái bài này quan trọng đây. Làm sao?
thì bà lại giáo viên ấy. giáo viên đây. Đi lại cho nó yên tâm này, lần nữa này. Tạo cái mới này. Load này. Nó ở đâu nhỉ? Share. Đây. Sau add to. Rồi. Được chưa? Xong chưa? Thấy thầy làm xong rồi xa lên trang đưa trang của mình nhé. Bài này tên gì thầy? Bài này là bài là kiểm tra trắc nghiệm tìm hiểu động vật nhé. Bây giờ bài này về các bạn hoàn thiện mở rộng như sau nhé. Tức là mở rộng là gì? Là bây giờ giáo viên chỉ ra 5 câu hỏi thôi. 5 lần sinh như này thôi, sau đó cho điểm. Hay đây là cái bài của mình đây này. Giáo viên là liên tục đưa ra câu hỏi liên tục, không bao giờ dừng. Bây giờ chúng ta phải sửa lại bài này là gì? Là mỗi lần mà bật lên là bài kiểm tra là giáo viên chỉ ra 5 câu hỏi thôi. Có làm được không? Chúng ta phải sửa một chút cái trình này. Đó. Bật ra về nhà nhé, bật ra về nhà nhé. Cả nâng cấp nó lên để làm sao cho nó có đúng 5 câu thôi. Là khi làm xong thì giáo viên sẽ cho điểm, học sinh làm đúng thì được 2 điểm, làm sai thì không được điểm nào. Làm đúng thì sẽ được 10 điểm, giáo viên sẽ thông báo là em được 10 điểm hay là em được 8 điểm. Thôi chúng ta nghỉ hôm nay, nghỉ ở đây nhé. Chào các bạn. Chúng ta nghỉ ở đây thôi, bài nào chúng ta hoàn thiện rồi chúng ta nghỉ thôi nhá. Ai mà chưa làm xong thì chúng ta lên mạng chúng ta tìm nhá. Chào các bạn nhá. Vâng, thưa thầy.